Xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ phối ghép rất là hay. Đầu tiên đó là chiếc âm ly đèn Winston chạy bóng KT88 và em đang ghép với đôi loa JBL L65 Dubai. Và bây giờ em sẽ quay máy lại gần và giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đèn Winston. Đó. Con này thì là rất là mới, hàng còn nguyên điều khiển đây. Điều khiển zin và cái vỏ khiển là bằng nhôm, đó, Winston. Và trên khiển nó có cái nút tăng giảm volume, đó, và tắt tiếng và đường selector. Đó. Đây. Chiếc âm ly đèn Winston và đây là các đường báo tín hiệu đầu vào. Và đây là nút nguồn. Đó. Đó. Khi nút nguồn bật lên thì nó sẽ sáng. Đây là cái đèn báo bias. Đó. Và tất cả những cái phần phần mặt đây nó làm dạng kính soi gương rất là đẹp. Đó. Và bên tay phải em đây đó là cái volume. Chiếc âm ly đèn này chạy được hai loại bóng, đó là bóng KT88 và bóng L34. Và đây là cái lắp sắt để bảo vệ cái bóng để khi các bác dùng mình đỡ bị chạm tay vào hoặc là đỡ bị làm hỏng bóng. Đó, và cái giá chiếc âm ly đèn này thì nó chỉ có trên 20 triệu thôi, một cái giá là vô cùng là phù hợp cho quý vị và các bạn. Em sẽ nhấc cái này lên. Một chiếc âm ly đèn có hơn 20 triệu nhưng mà rất là xịn sò, và cái lắp này nó phun một cái lớp sơn rất sơn tĩnh điện cao cấp, đó, rất là đẹp. Và đây là cái phía máy của chiếc âm ly đèn Winston này. Chiếc âm ly đèn này đang sử dụng 4 quả bóng KT88 Winston. Bóng theo theo máy luôn. Đó. Bóng KT88 này, con này là trên thông số là cho ra 4 cho ra 50W một kênh và chạy hai quả bóng 6N7. Đó. Ở đâu? Chạy tất cả là 5 quả bóng 6N7. Đó. Tất cả là 6N7 Wincenter hết các bác nhé. Đó. Tất cả những cái phần sân máy này đều là bằng nhôm cắt CNC. Xước rất là đẹp, rất là xịn. Và bên đây công tác chỉnh bias đó. Rất là xịn. Con này này là không có thùng, kiềm theo khiển zin các bác nhé. Đó, đây là cái giá giá giao lưu với các bác là giá đôi chiếc âm ly này chỉ có 26 triệu 500 thôi. Cả cả đây là hàng chính hãng. Mà các bác bây giờ đi dựng một con âm ly đèn bây giờ nó cũng chỉ phải tầm dao động khoảng 40 đến 50 triệu rồi. Em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay một vòng để các bác, đây là cái nút nguồn nhé, này. Đó. Rất là xịn. Bốn xung quanh cái vỏ này đều làm dạng như kính. Đó, rất là bóng. Chiếc máy này chạy điện 100V. Đó. Đây, rất là bóng. Đây này là những cái loại sơn tĩnh điện cao cấp. Rất là bóng giống như gương luôn. Đây là các đường vào này. Đường vào như CD AUX1, AUX2. Và đây là dòng đây là cầu loa có chế độ ôm từ 4 ôm, 8 ôm, và đây là cầu âm. Đó, dòng này là dòng cái rắc VKPT, cái dây rắc xịn đấy. Đó. Đây, con này là điện 100V 50 60 Hz và công suất tiêu thụ điện năng là 280W. Đó, và đây là có cái phần dây nguồn và cầu chì đây. Đây là dòng này nó chạy được bóng L34 và KT88. Các bác có thể gạt cái nấc đây thì khi dùng bóng L34 các bác có thể gạt ở cái nãy này. Đó.
thức cơ bản thì máy này thì đẹp như mới luôn. Tất cả những đây nó chỉ bụi thôi, bởi vì cái màu đen này khi bụi vào các bác cũng có thể nhìn thấy rõ. Và bây giờ em sẽ test chiếc âm ly đèn này với đôi loa JBL L65 Dubai. Đó. Đôi loa rất là đẹp. Tìm vui lại thuở ban đầu,
tình buồn không biết bao lâu đi nhạt nhòa quá.